tiếp theo tập trước khưu hồng được tần nam nhắc nhở thì cười khổ nói đúng vậy là tứ cực chi cảnh sau đó hắn lại nghĩ xem ra tần nam đại ca không muốn để người khác biết mình đã bước chân vào đạo cảnh mấy tên trưởng lão và nữ nhân kia cũng phải hoảng hồn hỏi lại tứ cực chi cảnh tam trưởng lão cung kính nói không ngờ tiểu hữu vậy mà che giấu sâu như vậy là lão phu bị mù rồi tên kia nói với tần nam nếu đã như vậy bọn ta cáo từ trước nếu tiểu hữu thay đổi chú ý có thể nói với khưu hồng sư đệ bọn ta hoan nghênh ngươi gia nhập bất cứ lúc nào Cánh cửa cũng đóng sầm lại, hai thằng chim cút mà đi mất hút, nữ nhân kia lại nghĩ, may mà vừa rồi không nói ra suy nghĩ trong lòng, nếu không thì quá mất mặt rồi. Bên này, Khưu Hồng nói với Tần Nam, "Tần Nam đại ca, nếu bọn họ đã đi rồi, chúng ta tiếp tục thôi." Tần Nam cầm chén rượu lên tập một ngụm và hỏi, "Khưu Hồng, nhiệm vụ mà đệ nhận, cụ thể là như nào?" Khưu Hồng giơ ba ngón tay lên và nói với Tần Nam, "Tổng cộng có ba nhiệm vụ, ta còn chưa chắc chắn sẽ nhận cái nào." Thế là hắn lấy ngọc giản ra đưa cho Tần Nam rồi cung kính nói, "Tần Nam đại ca, vừa hay cùng nhau xem thử." Tần Nam nhìn lên bảng thông báo nhiệm vụ thì thấy, nhiệm vụ 1, Thiên đỉnh chân nhân thái thượng trưởng lão, dưới chứng Nam Thế Tiên Vương tổ chức tiệc mừng thọ nghìn tuổi, đi tới chúc mừng. Nhiệm vụ 2, Long huyền lệnh của Thiên hư tổ giáo tấn cấp địa tiên, nắm giữ tứ cực, bái sư bá chủ cái thế, đi tới tham gia yến hội bái sư. Nhiệm vụ ba, trong 3, trong 3000 tiểu thế giới, vô thánh giới xảy ra chiến tranh tiểu thế giới, đi tới hỗ trợ, được lắm Long huyền lệnh, không ngờ hắn vậy mà nhanh như vậy đã bước vào cảnh giới địa tiên. Bên này, Khưu Hồng đã hỏi ý kiến, Tần Nam đại ca muốn chọn nhiệm vụ nào? Tần Nam đặt ngọc giản lên tay Khưu Hồng rồi trả lời: Chọn nhiệm vụ một đi. Trong lòng hắn thẩm nghĩ, bây giờ đi tìm Long Huyền lệnh không khác gì tự tìm đường chết, không bằng đi xem Nam Thế Tiên Vương, có phải là vị bá chủ cái thế đứng đằng sau Nam Thiên Muôn không? Khưu Hồng nói tiếp: Tần Nam đại ca, nhiệm vụ này cần ba ngày để chuẩn bị. Ba ngày này huynh ở lại tịch tĩnh cổ thành đi. Chiếc ngọc giản này cho Tần Nam đại ca. Bên trong có bất ngờ mà ta chuẩn bị cho huynh. Nói rồi đặt cái ngọc giản xuống. Tần Nam tỏ ra ngạc nhiên hỏi: Bất ngờ gì? Khưu Hồng nói với hắn đợi huynh về nhà trọ ở tạm hãy kiểm tra tốt nhất đừng để người khác biết sau đó lại nói nhất định sẽ không khiến huynh thất vọng tần nam cũng đồng ý còn nữ nhân bên kia tức run hết cả người cô ta thầm nghĩ đối với mình thì có dáng vẻ mắm muối đều không ăn quay đầu thì lại vô cùng ân cần với tần nam khiêu hồng ca ca rốt cuộc bị sao thế chuyển cảnh nhà trọ tần nam đã về đến nơi hắn nhìn vào phòng của mình thế là hắn thổi ra một hơi thắp sáng ngọn nến hắn cầm ngọc sản lên rồi nghĩ để mình xem thử bất ngờ mà khiêu hồng nói rốt cuộc là cái gì ngọc giản bên này đã phát ra bạch quang tần nam hoàng hồn thầm nghĩ lá gan của tên đó thật lớn phương pháp vấn đạo là cái cốt lõi của một đạo thống vô thượng để ấy vậy mà truyền cho mình phương pháp vấn đạo của khung vũ thái hoang tông sau đó lại nghĩ lần sau gặp mặt phải cảnh cáo đệ ấy một chút không thể để đệ ấy tiếp tục làm như này sau đó hai tay tần nam nắm chặt lại bắt đầu kết ấn thế rồi một cái kết giới được hiện ra bao quanh tần nam hắn ta thầm nghĩ để phòng ngừa vẫn là bố trí kết giới trước đã tần nam ngồi trước ngọc giản bắt đầu tu luyện sau đó lại nghĩ cho dù không tu luyện phương pháp vấn đạo này, xem qua cũng tốt, Tần Nam bắt đầu nhắm mắt lại quan tưởng, từ trong ngọc giản có một luồng ánh sáng truyền vào trong đầu Tần Nam, chuyển cảnh, trong thức hải của Tần Nam, hắn như trôi nổi trong đó, Tần Nam nhận định, trời đất rộng lớn, vạn vật sinh ra, không thiếu thứ gì, chúng sinh thiên hạ, vạn vật chi pháp, đều là hư ảo, trong võ đạo, không thành đạo cảnh, tu vi của người đó có cao nữa, lực lượng có mạnh nữa, cũng chỉ là một người phàm, đừng mong tu hành, Tần Nam lại nghĩ, thì ra đây chính là phương pháp vấn đạo, chuyển cảnh, đêm khuya tịch tĩnh cổ thành nhà trọ mà tần nam ở tạm ánh đèn vẫn sáng lên tần nam vẫn tiếp tục ngồi tu luyện lúc này ngọn lửa màu đen đang lan ra trên đầu của hắn sau đó là lan ra toàn thân của tần nam sau đó cứ thế bao quanh cơ thể hắn từ từ thiêu đốt chuyển cảnh ba ngày sau khi mặt trời lên cao bằng con sao ánh nắng chói trang đã chiếu vào tần nam bên này toàn thân tràn ngập ánh sáng vàng kim sắc hắn ta mở mắt rồi nghĩ không hổ là phương pháp vấn đạo sự ảo diệu ẩn chứa khung vũ thái hoang chân kinh này thật là kinh người ơ ờ, tần nam nhìn xung quanh thì hoàng hồn xảy ra chuyện gì rồi hắn ta đứng dậy rồi nghĩ chắc không phải là vì mình trong lúc cảm ngộ khung vũ thái hoang chân kinh lực lượng tản ra ngoài chứ vẫn may trước đó đã bố trí kết giới nếu không cả quán trọ này chắc không còn nữa rồi tần nam nhìn mấy cái vết trên tay mình thì nghĩ hửng cái này lại là sao nữa Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay thì hãy để lại cho chúng mình một like và một bình luận để nhanh ra tập tiếp theo nha. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo được phát sóng trên kênh nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye!